Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Phương Thúy và Xuân Tú đang có mặt tại đây để chuẩn bị thực hiện một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt, đó là tìm một tòa nhà văn phòng nhưng phải đáp ứng được những tiêu chí rất là khắt khe. Vinaconex Diamond Tower. Và tòa nhà cao cấp này cũng là do tổng công ty Vinaconex đã đầu tư và thi công. Vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà một đơn vị xây dựng và bất động sản hàng đầu Việt Nam đã đứng ra thi công rồi, thì chất lượng chắc chắn là sẽ không phải bàn cãi, đúng không ạ? Vị trí kim cương đó là tại ngã tư Minh Khai, Bạch Mai, là trung tâm của thành phố Hà Nội. Và theo quy mô của tòa nhà này là bao gồm 25 tầng nổi này, có 2 tầng hầm và 1 tầng bán hầm. Bước vào sảnh tòa nhà thôi là đã thấy được một cái không gian rất là sang trọng, hiện đại và rất là năng động, đúng không anh? Công nhận là khi mà anh vào đây thì anh không nghĩ đây là tòa nhà văn phòng. Anh còn nghĩ đây là khách sạn và là hạng sang luôn. Với tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê lên tới gần 47.000 m², thì chủ đầu tư cũng đã vô cùng chú trọng đến trải nghiệm của khách hàng khi mà lắp tới 8 thang máy rất là rộng. Có 2 thang máy được thiết kế đồng thời để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Phòng họp cũng như là văn phòng làm việc rất mở, rất thoáng, rất rộng rãi. Hệ thống trang thiết bị rất là tối tân và là những hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xin mời anh Tú. Đây là một mặt sàn chưa bàn giao. Nếu mà đặt văn phòng tại một vị trí kim cương giữa lòng thủ đô mà lại còn đẹp như chúng ta đang thấy thế này thì rất là tuyệt vời, đúng không? Và anh tin rằng là doanh nghiệp sẽ nâng tầm được vị thế, uy tín, thương hiệu và chiếm trọn lòng tin của khách hàng. Vâng, hãy liên hệ ngay với phòng kinh doanh dự án của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.